Vâng, xin kính chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Tiếp tục một cái sản phẩm mà đẹp long lanh như quý chị này. Chiếc xe Ford Ranger đời 2020 số tự động một cầu, máy dầu, tên tư nhân biển Hà Nội 29H61379 nhá. Và chiếc xe này thì bên em Lợi đã kiểm tra, chất xe chạy 5 vạn, lốp theo xe nguyên một dàn, sơ cua chưa chạm đất. Chiếc này em quay mộc cho quý chị, chưa dọn dẹp gì. Và sơn chi là em chỉ dội nước lã, em review cho quý chị nhá. Chiếc này thì bên em cũng đang công khai chào bán giá là 555 triệu và toàn bộ xe cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin. An ninh pháp lý bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Bác nào có nhu cầu mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Sau đây em Lợi sẽ quay vào tổng thành cung gầm nội ngoại thất cho quý chị xem nhé. Vâng, đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ cột kèo, táp ly, cánh cửa đều zin hết nhé. Tất cả nội thất thì được bác chủ bọc ghế da hai màu rất đẹp. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản và bọc thêm ni lông chống bụi, trải sàn da đầy đủ hết. Toàn bộ hai bên ghế bên lái bên phụ này đều rất đẹp nhé, bóng khí nguyên zin, cột kèo này đến màn hình này, vô lăng củ số của chiếc xe đây khá là đẹp. Các cái phần ngàm khóa cánh cửa zin nhá, xem Lợi vừa lấy với mộc về quay cho quý chị luôn. Chứ kính này đều có số 0 và đều có hàng Ford. Xe quay mộc và sau hai hôm này em dọn vệ sinh xong thì sẽ quay lại review lại cho quý chị nhá. Sàn thùng của chiếc xe này còn khá là đẹp, hai bên sàn thùng này. Đến cánh cửa bên phụ và bên lái đều màu theo thời gian. Nội thất bậc lên xuống ghế này, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nha. Đây, toàn bộ các phần keo chỉ bên lái bên phụ này đều zin hết. Anh em nào biết xem keo chỉ đây. Đấy, toàn bộ ốc khóa ngàm, vô lăng của chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhá. Em quay mộc luôn này, khi mà chưa dọn dẹp gì, mò đang còn nguyên bám đất bụi đây. Đấy, tất cả các hộp nhựa này, tôn vỏ ốc cabo này nguyên thủy từ đầu nhá, chưa vặn gì. Ốc máy khoang động cơ rất sáng và mới nhá. Đấy, toàn bộ các cái phần khoang động cơ là nguyên thủy đây.
Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một chiếc xe bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2020, số tự động một cầu máy dầu. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn.